kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cấm để xe máy tầng 1 của trung cư và tư duy không quản được thì cấm của lãnh đạo Việt Nam Sau vụ hỏa hạn trung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội làm tử vong 56 người và bị thương 37 nạn nhân vừa qua Nhiều tòa nhà trung cư mini, nhà thuê trọ ở Hà Nội và một số địa phương đã yêu cầu người dân di chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện ra khỏi tầng 1 của tòa nhà. Có vẻ như chính quyền quận Thanh Xuân, Hà Nội đang bối rối với việc làm thế nào để ngăn ngừa các đám cháy tiếp theo có thể xảy ra. Tại hội nghị giao ban của Thành ủy với các quận huyện chiều ngày 21 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết quận yêu cầu người dân trên địa bàn quận phải di rời xe máy, xe đạp điện ở tầng 1 trung cư mini và nhà trọ nhiều căn hộ sang nơi khác. Ông Võ Đăng Dũng cho biết không di chuyển toàn bộ thì nếu di chuyển toàn bộ thì tốt, không thì phải được 70-80%. Và lý giải, thống kê cho thấy 90% vụ cháy xảy ra ở tầng 1 do chập điện, chập điện ắc quy và xe máy. Đại biểu Quốc hội đề xuất không để xe máy ở hầm trung cư. Nhưng việc người dân sẽ di chuyển phương tiện đi đâu thì không thấy ông Dũng đề cập đến. Điều đó khiến cho nhiều người dân than phiền, quy định này sẽ làm cho cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn đảo lộn. Đặc biệt, người dân phải tốn kém chi phí để gửi xe bên ngoài, thậm chí chưa biết sẽ gửi ở đâu. Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết bình luận về phát biểu này của ông Chủ tịch quận Thanh Xuân, hầu hết các độc giả đều phản đối. Họ đặt câu hỏi, thế thì đem xe máy, xe điện đi gửi ở đâu nếu không cho để ở dưới tầng hầm hay tầng 1 của tòa nhỏ nhà họ chơi thuê thuê trọ. Độc giả Nông Văn Tuấn thì trách cứ một suy nghĩ cá tiêu cực và bế tắc, không tìm được giải pháp là cấm, việc dễ mình làm, việc khó dần chịu. Độc giả hải thì gay gắt, trước tới giờ sao không chỉ đạo, cứ để mất bỏ mới lo làm chuồng. Một đại biểu quốc hội mới nhất cũng đưa ra đề xuất tương tự, không để xe hầm trung cư. Theo tờ báo tuổi trẻ, 3 tháng 9, trước thực trạng nhiều vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các khu trung cư thời gian qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Quảng Bình đề xuất Quốc hội thêm vào luật quy định không cho để xe trong tầng hầm, trung cư, khách sạn. Theo đó, thảo luận luật cấm và báo cáo giám sát công việc phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị trong luật xây dựng nên quy định các trung cư, khách sạn cao tầng không sử dụng tầng hầm làm nơi đậu xe và khi xây dựng các khu trung cư trong tương lai nên xây bãi đỗ xe riêng, không để xe dưới tầng hầm Tuy nhiên, đây chỉ là một đề xuất cho việc xây dựng luật tương lai. Tầng hầm đỗ xe của một trung cư tại Hà Nội Công luận thấy rằng cũng cần thông cảm cho các yêu cầu từ chủ các khu nhà trọ, trung cư mini về việc cấm người thuê nhà đem xe máy điện, xe đạp điện để dưới tầng hầm hay tầng 1. Vì ở góc độ là người kinh doanh, họ muốn tìm cách đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản. Nhưng đề xuất của tịch quận Thanh Xuân đại diện của cơ quan quản lý nhà nước lại nào đề xuất vô trách nhiệm và bất khả thi. Vấn đề là cấm thì sẽ đem xe máy, xe đạp điện đi ở đâu, gửi đây nếu không cho để dưới tầng hầm hay tầng 1 của tòa nhà mà người dân đã thuê trọ. Trước phản đối của dư luận để chữa cháy trưa ngày 22 tháng 9, tờ báo Việt Nam Express dẫn lời bà Bùi Huyền Mai, bí thư quận Thanh Xuân cho rằng phát biểu của Chủ tịch quận Thanh Xuân có thể chưa được nói rõ và đó không phải là chủ trương của quận bà Mai trả lời báo chí rằng hiện quận chỉ vận động người dân chứ không cưỡng chế hay buộc người dân phải di rời xe máy, xe đạp điện ra khỏi nơi họ sống dư luận thấy rằng nếu có bắt buộc đi chăng nữa thì quận Thanh Xuân cũng không thể cưỡng chế về trên thực tế làm gì có địa điểm nhận gửi xe riêng qua đêm bên cạnh các chung cư bình dân hay mini trong khi với hệ thống giao thông công cộng như Việt Nam hiện nay thì không thể cấm người dân sử dụng xe máy được. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn Quảng Bình. Tại sao chính quyền Việt Nam không sử dụng biện pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và áp dụng triệt đề các quy định về phòng cháy chữa cháy, tuyệt đối không nhân nhượng, không đổi điều kiện thì dứt khoát không cấp giấy phép kinh doanh. Rõ ràng câu chuyện vừa kể trên cho thấy một tư duy nguy hiểm của quan chức nhà nước Việt Nam hiện nay đó là việc gì họ không quản lý được thì họ sẽ cấm luôn. Đẩy trách nhiệm để cho người dân phải tự giải quyết mà họ không hiểu được rằng trong một nhà nước pháp quyền thì viên chức nhà nước chỉ được làm những thứ mà pháp luật nhà nước cho phép. Và ngược lại, người dân có quyền làm tất cả những điều mà pháp luật không cấm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Cấm để xe máy tầng 1 của chung cư và tư duy không quản được thì cấm của lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khi những ký sinh mang danh nghĩa hội đoàn của Đảng nhàn cư vi bất thiện và những bí mật. Mới đây một bản tin khiến nhiều người ngạc nhiên không thể tin nổi. Đó là vào ngày 12 tháng 9, báo dân trí đưa tin 31 nam giới tại Hà Tĩnh được kết nạp vào hội phụ nữ. Dân trí cho biết 31 nam giới đang giữ các chức vụ cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn ở Hà Tĩnh vừa được kết nạp vào Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam. Theo đó, vào ngày 12 tháng 9, thông tin từ Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho biết 31 nam giới tại tỉnh này vừa trở thành hội viên danh dự của Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam, gồm 15 nam giới ở huyện Kỳ Anh và 16 người ở huyện Hương Sơn. Những người này đang giữ các chức vụ cán bộ, công chức, bí thư tri bộ, trưởng thôn trên địa bàn các xã. Lý do kết nạp họ, theo Chủ tịch Liên Hiệp hội Phụ nữ Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ cho biết, Thời gian qua, những nam giới này có uy tín, tầm ảnh hưởng, tích cực đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ và hoạt động của hội. Được biết, Hà Tĩnh không phải là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam và nam giới được kết nạp vào hội phụ nữ. Bản tin của Dân trí cũng cho biết thêm, vào hồi tháng 8 vừa qua, 6 nam giới là những cán bộ phường, phù phố trên địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũng được kết nạp vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. 31 nam giới tại Hà Tĩnh được kết nạp vào hội phụ nữ. Đa phần người Việt Nam lâu nay vẫn cho rằng các loại hội như hội liên hiệp phụ nữ đều là loại hội vô tích sự. Các loại hội này chẳng biết là gì nên mới nghĩ ra mấy trò ruồi bu để chứng tỏ họ vẫn có tích sự. Chẳng lẽ cho ăn lương nhà nước mà chỉ ngồi không thôi hay sao? Những ít ai biết được rằng các tổ chức hội đoàn quen thuộc như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh v.v. đều là những tổ chức đoàn thể có vai trò tối quan trọng, được nhà nước bao cấp để bảo vệ chế độ. Đó là chưa kể tới, trong những năm gần đây, nhà nước Việt Nam còn tổ chức thêm một lực lượng, đó là lực lượng dư luận viên, nhận trợ cấp bà cụ, với thành viên khoảng 100.000 người các tổ chức này về thực chất chỉ là loại ký sinh dùng mang danh nghĩa hội đoàn và đều là những cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều được ngân sách nhà nước chi trả để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, số tiền ngân sách chi cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức cánh tay nối dài của họ là bao nhiêu thì là con số tuyệt mật. Song chắc chắn nếu tất cả được cộng lại và được công khai thì phạm đó phải là một con số khổng lồ khó ai có thể tưởng tượng được. Một pano tuyên truyền về bầu cử ở Hà Nội vào năm 1986. Trong tổng số 52.565 hội đoàn hoạt động trên phạm vi cả nước hiện nay, có gần 9.000 hội được nhà nấp bao cấp và con số biên chế chính thức lên đến hàng vạn người. Đáng ngạc nhiên, ngân sách tiêu tốn vào các hội đoàn này còn cao hơn cả ngân sách dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo nghiên cứu của Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tổng ngân sách nhà nước mỗi năm ước chi cho hoạt động của các hội đoàn thể ước chừng lên khoảng 16.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ còn khoảng 11.000 tỷ đồng. Ngân sách dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế công bố mới đây chỉ vòn vẹn còn có 8.000 tỷ đồng. Con số 16.000 tỷ này là chưa kể đến các tài sản kèm theo gồm văn phòng, đất đai, trang thiết bị vân vân. Theo đánh giá thì số tiền ước chừng từ 45 đến 68 ngàn tỷ đồng chiếm khoảng 1,5 GDP của Việt Nam hàng năm. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển thuộc Liên hiệp của các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, người đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam khởi tố tội trốn thuế, từng cho biết nợ công của Việt Nam quá lớn, trong khi ngân sách bỏ vào hội đoàn lại quá nhiều. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Cụ thể, Tiến sĩ Giao cho biết, nói về thành quả của các hội đoàn đang hoạt động hiện nay, không ai chứng minh được tác động thực sự của nó. Có không biết bao nhiêu là tổ chức hữu danh vô thực, sinh ra để đột quét ngân sách nhà nước mà chưa hề bị thanh tra giám sát vì Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng vai trò của các hội đoàn là để quản lý xã hội chứ không phải là nặng gánh. Cần phải khẳng định tất cả các hội đoàn do nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Điều đó chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng tiền đóng thuế của dân để củng cố bộ máy cai trị của họ để tạo thành một tổ chức độc quyền bao trùm hết xã hội này. Và thực sự đó là một bộ máy áp bức đối với nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đó là một sự lãng phí tiền bạc khủng khiếp. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không sử dụng ngân sách hàng trăm ngàn tỷ đồng đó cho các công trình của chính sách an sinh, giáo dục, y tế cho toàn xã hội? Hỏi cũng là trả lời vì họ không đại diện cho quyền lợi của đa số người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo chấm với bản tin khi những ký sinh mang danh nghĩa hội đoàn của Đảng Cộng sản, nhàn cư vi bất thiện và những bí mật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de